Xin chào anh chị, trở lại với vườn lan của Vũ 67. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị một cách cái kinh nghiệm mà chúng ta trồng cây lan kiếm cho nó mau ra rễ, nó mau ấm chậu. Tại sao có một số anh chị cứ trồng nó khoảng nửa tháng, có khi cả một tháng thì cây nó vẫn không ra rễ và cây nó bị chột dần đi, nó khô rồi từ từ nó sẽ chết luôn. Thì để cho cái cây lan trồng cho nó ra rễ anh chị, em đi thẳng vấn đề luôn, nhanh luôn nha. Anh chị tách chậu ra, khi mà tách một cái cây từ cái cây mẹ ra thì việc đầu tiên là chúng ta tách ra, chúng ta phải tỉa rễ cho nó sạch sẽ và không được trồng liền nha anh chị, nhớ nha, không được trồng liền. Nếu anh chị trồng liền thì tỷ lệ nó bị thối do nó nhiễm khuẩn từ vết thương, hoặc là anh chị tưới nước, trồng liền tưới nước là nó bị thối là một. Cái thứ hai là nó rất là chậm phát triển và chậm ra rễ. Chúng ta sau khi tách, chúng ta để cho cây lan kiếm nó khô tự nhiên, thoáng mát tầm khoảng 2 ngày cho tới 3 ngày để cái đầu rễ, cái vết thương nó liền cái vết thương đi đấy anh chị, cho nó liền cái vết thương đi. Thì chúng ta để mát, khi cây nó liền vết thương rồi chúng ta mới tiến hành chúng ta trồng. Thì cái việc đầu tiên đó là trồng cái gốc nó phải cao hơn cái giá thể nha, trồng cho nó cao hơn giá thể, không có chôn cũ nha. Cái thứ hai, sau khi anh chị trồng xuống là nhớ là trồng lúc vỏ thông khô không tưới, trồng trên vỏ thông khô không tưới, và chúng ta để đó khoảng một ngày sau nữa là ra 4 ngày thì chúng ta mới tiến hành chúng ta tưới giữ ẩm. Tưới giữ ẩm là một ngày chúng ta phun sương 3 tới 4 lần, và cái vỏ thông này chúng ta phải tưới ướt vỏ thông giữ ẩm, một ngày phun sương 3 tới 4 lần. Sau đó chúng ta tiến hành sử dụng B1 chúng ta phun hàng ngày. Chúng ta sử dụng 3 giọt B1 cho 1 lít nước, phun sáng chiều, phun hàng ngày. Phun hàng ngày luôn nha anh chị, phun hàng ngày sáng chiều. Và chúng ta kết hợp với Biorot. Biorot này thì chúng ta sử dụng 5 giọt trên 1 lít nước, chúng ta phun xen kẽ với B1. Ví dụ như thứ 2 phun B1 thì thứ 3 chúng ta phun Biorot. Nhớ nha, 5 giọt trên 1 lít nước, 5 giọt 1 lít nước. Rồi thứ 2 thì phun B1 sáng chiều, thứ 3 phun Biorot sáng chiều. Anh chị phun mỗi cái 3 lần cho em, 3 lần B1, 3 lần Biorot thì nó tầm ra là khoảng 6 ngày là cây bắt đầu bắn rễ. Cây nó sẽ bắn rễ nha anh chị. Đây, cái cây này em trồng được 2 tuần anh chị ơi. 2 tuần. Anh chị xem nè, nó đã bắn rễ rồi nè. Đây là một cây vàng Tây Ninh. Sau khi tách ra để khô 3 ngày, sau đó trồng vô giá thể khô để 1 ngày nữa. Qua ngày hôm sau chúng ta tiến hành sử dụng B1 cách ngày và Biorot cách ngày xử lý, thì sau 2 tuần giữ ẩm thì cây bắt đầu bắn rễ. Cái điều kiện tiên quyết để cây bắn rễ đó là chúng ta phải để cho cái cây nó khô. Thì khi cái cây nó khô á, anh chị trồng vô giữ ẩm nó tức, nó bị tức, thì khi có nước nó tự động nó sẽ mọc rễ ra. Còn nếu như anh chị mà trồng mà không có giữ ẩm được cái giá thể thì không bao giờ cây ra rễ nha anh chị. Rồi trong quá trình trồng thì chúng ta để mát nha, ăn nắm, ăn cái độ nắng từ 30-40%, tương đương với tấm lưới màu xanh xanh mà hay che lan anh chị. Anh chị che 2 tấm giùm em để nó sẽ mát. Anh chị nhìn cái giá thể của em trồng nè, rất là ẩm nha, luôn luôn phải ẩm như thế này thì cây kiếm nó mới phát triển. Công dụng của B1 này là giúp cho cái lá của nó luôn luôn xanh mướt, hấp thụ quang hợp, tạo dinh dưỡng cho cái cây nó không bị suy trong quá trình nó lại bị mất nước. Còn cái Biorot này á là anh chị dùng để kích rễ nha, kích rễ rất là mạnh để mà giúp cái cây nó mau ra rễ. Khi cây ra rễ thì nó hút hơi ẩm và dinh dưỡng, thì lúc đó cái cây chúng ta sẽ tốt lại. Thì sau 2 tuần em trồng thì cây này nó đã tiến hành là nó bắn rễ rất là nhiều và kết hợp luôn măng nó lên anh chị, kể cả măng con bên đây nè, cái măng con chỗ này nó ra rễ kẹt nách lá luôn nên chị thấy không, chỉ trong vòng có 2 tuần thôi. Đây là cây vàng Tây Ninh nha anh chị, xem cái cách em trồng nè. Trồng thì cố định lá, cố định rễ cho chắc nha. Cái chỗ này mà nó lung lay thì rễ nó ra nó bị chột hết. Và giữ ẩm nha anh chị. Rồi. Chúc anh chị mình trồng được cái cây kiếm nó phát triển mau gai rễ. Và chúng ta có được một cái vườn kiếm đẹp. Dạ cảm ơn ạ.